Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Tâm trạng khó hiểu của Ngô Kiến Huy khi Khổng Tú Huỳnh có tình mới hậu chia tay. Dù đã chia tay được 2 năm, nhưng mọi động thái của Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Huỳnh đều thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Sau thời gian chia tay, cả hai đã có nhiều sự thay đổi riêng, trong khi Khổng Tú Huỳnh ngày càng táo bạo trong việc ăn mặc và thường xuyên đăng những cáp thả thính, thì Ngô Kiến Huy đã bắt đầu quay lại chặng đường đua về âm nhạc khi liên tục đưa ra những sản phẩm mới nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Đến nay, cả hai vẫn tận lực né tránh nhau và không tiết lộ về lý do khiến mối tình 8 năm của cả hai nhanh chóng tan vỡ. Dù vậy, những động thái của họ vẫn được người hâm mộ réo tên người còn lại mỗi khi xuất hiện. Cách đây ít ngày, người hâm mộ bất ngờ khi Đông Nhi chia sẻ dòng bình luận đầy ẩn ý về việc Khổng Tú Huỳnh đã có người yêu mới. Cụ thể, trong một bình luận của người bạn nhắc đến việc Khổng Tú Huỳnh thay đổi xinh đẹp, thì Đông Nhi không ngại để lại bình luận, tiết lộ chuyện giọng ca mãi mãi là một lời nói dối, đã có tình yêu mới. Điều này khiến người hâm mộ bất ngờ vì sau khi chia tay Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Huỳnh rất kín trong chuyện đời tư. Giữa lúc tin Khổng Tú Huỳnh có người yêu mới đang lan truyền trên mạng xã hội, thì người hâm mộ đã quan tâm đến động thái của Ngô Kiến Huy. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, Ngô Kiến Huy liên tục đăng những bức ảnh và dòng chia sẻ lộ tâm trạng khó hiểu. Có bức hình thì nam ca sĩ đăng tải với cảm xúc điên, nhưng cũng có những bức hình lại thể hiện sự vui vẻ. Trước loạt trạng thái bất ổn này của Ngô Kiến Huy, nhiều người cho rằng có thể nam ca sĩ buồn vì mình vướng tin đồn hẹn hò rất nhiều mỹ nhân, nhưng đến nay bản thân vẫn chưa tìm được người định mệnh của đời mình. Còn tâm trạng vui có thể hiểu rằng anh đang chúc mừng vì người yêu cũ đã tìm được hạnh phúc mới sau cuộc tình 8 năm phải chịu nhiều đắng cay đau khổ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ cảm xúc của người hâm mộ, chứ thực tế có thể đây chỉ là ngẫu nhiên nam ca sĩ đăng tải dòng cảm xúc này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.